cái dòng máu là ép chặt lên cái chỗ chảy máu, ép chặt lên chỗ chảy máu. Còn cái khi mà bị đứt lìa, khi mà bị đứt lìa thì cái tuyệt đối là không được rửa cái phần đứt ra. Quý vị rửa là không có gắn vô lại được đâu. Khi mà bị ví dụ ngón tay mà quý vị cắt ngay cái khớp á, đụng như cái là đứt liền à, đứt liền luôn á, thì cái phần rớt ra đó, quý vị lấy cái khăn sạch nhúng nước vắt khô rồi mới gói cái phần đó đây đi bệnh viện. Không được rửa, rửa là không có nối lại được. Còn răng con nít mà nó bị vô tình là nó văng ra, ví dụ nó té rồi nó văng ra đó, thì ở Mỹ người ta cũng có thể nối vô được, với điều kiện là không được rửa cái răng đó. Lấy một cái ly sữa tươi, thả cái răng đó vô, đừng rửa, rồi đem cái ly sữa tươi đó đi, người ta sẽ gắn lại được. Ở Việt Nam thì không biết có làm được hay không, có thể là được rồi đó, nhưng mà ở Mỹ họ chắc chắn làm được. Và trong nhà mình nên có cái túi khẩn cấp, và nhất là ở những nơi mà động đất như Cali là nhà nào cũng có cái túi khẩn cấp này. Trong túi khẩn cấp đó có một ít nhất một bộ áo quần, và cái quan trọng nhất là vớ và đồ lót. Tại vì á, mình mặc áo quần dơ nó không sao, cái đồ lót dơ là có thể bị bệnh, phải không ạ? Mà vớ mà nó dơ thì chân mình bắt đầu ngứa ngáy rồi cũng bị bệnh. Còn áo quần thì có thể được, cái vớ và đồ lót vô cùng quan trọng. Khăn choàng cổ tại sao? Tại vì cái cổ mình nó ấm á, thì nó không bị bệnh. Còn cổ mình nó lạnh nó dễ bị bệnh lắm. Nước suối, thuốc, mì gói. Tại sao phải có thuốc? Tại vì có những người mà thuốc uống thường xuyên đó, không có thuốc là lên nước áp ngay hay hạ nước áp ngay đó, hay là hạ đường hay tăng đường vậy đó, cho nên phải có cái thuốc đó sẵn. Mật ong, tại vì mật ong để không bao giờ hư, mật ong thật không bao giờ hư. Thông tin người thân, cái này rất là quan trọng. Để mà có lạc á thì cái đó nó sẽ giúp cho tìm lại được người thân. Còn nếu mà đi nhớ thì nhiều khi quên, hoặc là mình xỉu rồi thì làm sao mà nói được, cho nên cái túi nó phải có thông tin người thân, tên tuổi, bệnh, thuốc đang dùng, nhóm máu và những cái gì mình dị ứng, phải ghi hết trên cái tờ giấy đó để đỡ người ta tìm được mình, người ta giúp được mình. Bây giờ nói dị vật, khi con nít mà bị hóc dị vật, đừng bao giờ thọc tay vô mà lôi ra, vì nó sẽ làm cho nó bị sâu hơn hoặc là xước trầy hay là tổn thương nhiều hơn. Vậy thì mình sẽ làm gì? Có ai em cầm giùm chị cái micro để chị nói thôi. Thì quý vị sẽ để cho con quý vị nằm, cái xương sống nó dọc theo cái cánh tay của mình á, rồi quý vị chúc xuống thì cái bàn tay quý vị giữ cái cổ của nó đó, xong quý vị đập vào nguyên bàn tay, đập vào nguyên bàn tay, đập hoặc là ấn. Nếu mà nó nhỏ, nó mới có mấy tháng thì quý vị ấn, nó trên một mũi thì quý vị đập vừa vừa thôi. Lưng giáp của hai cái xương này. Dạ, giữa hai cái xương bả vai, giữa sai xương bả vai. Còn người lớn thì mình làm gì? Một người lớn thì mình quý vị để người đó mà bị hóc đó thì họ bắt đầu mất bình tĩnh, thì mình phải làm. Em có đồng ý. Ok. Hóc hả? Bình tĩnh để cho họ tỉnh lại. Xong rồi mình để họ quay họ qua, xong quý vị sẽ để cái tay như này. Và nếu cái người đó cao hơn mình thì mình cúi xuống là nó trật, đúng không ạ? Cho nên trong trường hợp này là rõ ràng nhất, mình mới dìu cái người này đi tới xá tường, rồi mình phải đứng ở tư thế một chân trước chân sau. Đừng có giọng từ xa, nó sẽ làm cho người khi quý vị giọng từ xa sẽ bị bầm, nhưng nó không phải tới nơi là hết được. Thành ra quý vị để đây nè, rồi quý vị mới để sẵn lên đây, rồi quý vị mới dùng hết cái người mình nhào tới, nhào cái người mình tới, cho nên nó sẽ làm như vậy. Ví dụ mình đụng rồi, phải không? Đụng rồi lúc đó mình mới đẩy lên, chứ đừng có đẩy từ xa. Đẩy từ xa sẽ làm cho người đó bị đau, nhưng mà nó hết lực rồi. Để lên đây mình mới đẩy, đẩy
đẩy theo cái lực từ dưới ra. Cho nên quý vị đứng như vậy nó sẽ mới có đủ lực, quý vị hiểu không ạ? Một tràng pháo tay cho bạn. Nguyên thức trai khỏe đẹp quý vị ơi, cho nên giải thích hơi bị lâu. Okay. Vậy thì xong chương trình hôm nay rồi đúng không ạ? À, sáng mai